Thật kỳ lạ, chú cún có hành động giống như là đang van xin người chủ cho thức ăn. Thực hư như thế nào? Sự thật có phải như vậy không? Chúng ta hãy cùng xem video này nhé. Theo camera ghi lại thì thấy cô gái ngồi ăn cơm. Bên cạnh đó, chú cún có hành động đáng yêu khiến ai cũng phải trầm trồ và tò mò muốn biết vì lý do gì mà chú cún lại có hành động như thế. Hình ảnh thú vị này được ghi lại tại một sạp bán hoa quả ven đường. Lúc này có cô gái cầm tô cơm ngồi ăn, phía bên cạnh có hai chú cún đứng nhìn chăm chú vào tô thức ăn của cô chủ, cứ như để chờ xem cô chủ có cho chút ít thức ăn gì không. Nhưng rất đặc biệt, có một chú cún đen đang ngồi hẳn xuống đường, lưng thẳng, giống như tư thế quỳ đảnh lễ của con người chúng ta. Mắt thì đăm đăm nhìn hướng về phía cô chủ, hai tay thì giơ lên bái bái, như là đang van xin mong được cô chủ cho thức ăn. Ấy thế mà bái mỏi hết cả hai tay mà vẫn không có được miếng thức ăn nào. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cho nhiều bạn vô cùng thích thú với điều này. Nhiều bạn để lại bình luận rất dễ thương. Có những bình luận cho rằng, hình như không phải chú cún van xin cô chủ cho thức ăn mà là chú cún đang vẫy khách đi đường ghé vào mua hoa quả cho cô chủ. Còn có những bình luận dí dỏm như, không biết cô chủ trả lương tháng được bao nhiêu tiền mà bắt người ta vẫy khách mỏi hết cả hai tay. Khi xem qua đoạn video, nhiều bạn ước gì nhà mình có chú chó đáng yêu như thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.